Tính ra quân từ đầu đến giờ đội bạn đang là khá đẹp đấy. Và ông này cũng còn làm cho làm màu nữa. Một tơ làm phép đến từ đội bạn. Quân nào? Hitty. Thấy loang thoáng báo về bên kia có IA. Như vậy là IA và Mark C. Trong đó chúng ta là Baby và Hitty. Hai con hàng bên kia ép đỡ mà rất tốt đấy. IA với cả Mark. Vâng, quả 7 dành cho người cầm Hitty. Hai cánh rừng đẹp đã có rồi. Quân này thì không sợ Mark lắm. Bên đối bàn là IA và Mark C. BB vẫn được cầm IA. Vâng, có quả phụ luôn cùng giữa hai nhà. Con xe giò khá hiệu quả dành cho người cầm Hitty. Và chúng ta cũng quay trở lại với trận đấu này thôi. Như vậy là bên đội bạn Mark C đánh 22 dân. Không biết là có phải là dừng xin dân rồi hay là một tơn mà đội bạn vẫn xin dân. Tôi nghĩ là phút thứ 9, phút thứ hơn gần phút thứ 9 mà cái thủ xi măng soi tham đội bạn 22 dân có lẽ rằng là chỉ đánh 22 dân thôi. Quay trở lại với bài Hitty. Như vậy là hai game thủ chúng ta đang muốn khung hốc cho nhau, khung nhà cho nhau. Bên này thì game thủ Hoàng Nhi 27 nông dân. Đánh rất trông dân. Và thế nhà là thế nhà, hai nhà đang ôm lấy nhau. Hoàng Nhi sẽ
Vâng, chắc có lẽ là sẽ đóng BE gần khu vực nhà chính, còn đây sẽ là BB và bằng BM và một hai cái BE nữa. Báo về với đội bạn đã lên đời rồi thì phải. 22 dân đến từ rừng còi. Đánh theo kiểu ít dân thì nó có một cái lợi thế, đó là ép được đời sớm và đi công sớm. Nhưng nếu về lâu về dài thì lực của đội bạn sẽ không nhiều, bởi vì bên đội bạn là cái con Mark C và nó cũng có thể rất dễ bị feed nữa. 27 nông dân cộng 1 và 11 10 11 09. Tôi nghĩ là Hoàng Minh Nhi cũng cần phải kín nhà dần dần không, khi mà bên đội bạn đánh trong kiểu ít dân. Dương còi điểm số cao, có lẽ đang chạy dò rồi. Vâng, có lẽ em đã chạy dò rồi. Ở đây là game thủ xi măng. Xi măng sẽ ăn vàng ở trong rồi. Và nếu mà đội bạn đánh theo kiểu mà ít dân lên sớm mà gặp phải những cái thế nhà mà chúng ta không được kín cho nhau như thế này thì tôi nghĩ rằng lợi thế lại thuộc về chúng ta. Và con ngựa dò của đội bạn tới thì chúng ta có nông dân ở đây và có cả con tê ở đây. Vâng, lên đời xong dành cho game thủ dương còi rồi. Ông này bảo kêu đau tay một ép đời ghê quá nhỉ. Vâng, không cho dân vào trong và quyết định là làm vàng ở đây luôn. Rồi, như vậy là những con nông dân này đã kín. Tôi nghĩ Hoàng mà nhì bò luôn vào đi anh ơi, khi mà bên kia dương còi đã vâng đã lên đời xong. BB con ngựa giò trong này chắc có lẽ sẽ chết thôi. Vâng, tôi nghĩ là đi tìm xung quanh nhà của cái thủ dương còi, à xin lỗi, của cái thủ Hoàng mà nhì, tránh cái việc đội bạn công những cái nhà. Vâng, pha có những pha công đột biến. Và con giò của cái thủ BB sẽ nằm xuống. Nó đã chết. Báo về bên đội bạn chỉ đánh có 1L thôi. Khả năng BB công ca là khá cao. Ra lý do xung quanh đi. Vâng, 1Y đã được đóng. Hợp lý. Và con Y này sẽ được thả luôn sang khu vực ấy nhá, khu vực chỗ dãy nhà BE này luôn. Vậy là không, chứ chắc đã công ca đâu. Tăng BL2 rồi. Tăng BL2 rồi. Và con đang về E kia, cẩn thận. Tập trung, tập trung. Ôi, chặt chà. Vâng, E lại lọt ở dưới này nữa. Khá nguy hiểm. Vâng, phải E lại luôn ở khu vực kia thôi. Phải E lại luôn. Hai chiếc E. Vâng, cố gắng chỉ trạc lên nào. Con ở trong nhà. Kèm với khu vực dãy trong nhà BE giữa hai nhà. Y dường như của chúng ta Y không giáp. Và có giáp. Ngựa chém của game thủ BB lao vào luôn. Vâng, lao và chém luôn. 26-10. Chém một bạn đang rất đông nhỉ. Như vậy dường như là chém 4 thì phải. Có phải chém 4 không? Thôi chạy đi, chạy đi. Phá cái E chỗ khe rừng đi. Nhanh nhanh nhanh. Rồi. Điểm qua cái nhà chúng ta đang đẹp. Nhưng mà đồ bạn không ra thật. Quài. Tiếc. Và thực sự đáng tiếc. Và lọt nhà hơi đáng tiếc. Nhà của đồ bạn thì cũng đã hết lực rồi đấy. Một ba trong xe đấu thứ ba.